À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totanwa Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái chiến dịch của Đế quốc Hungary. Vâng, và ở tập trước thì mình đã có thể nói là tiếp tục cái công cuộc tàn phá vùng Ý này. Cái quân đoàn phương Bắc của mình thì đang di chuyển xuống, còn vùng Ý này thì mình đã bắt đầu triển khai và đã đánh tương đối với bọn này rồi. Bây giờ thì mọi chuyện nó có vẻ đơn giản hơn rất là nhiều. Mình sao nào? Phía Nam này mình đang cắm trại, phía Nam đang cắm trại, ở phía Bắc thì mình bắt đầu có thể di chuyển rồi. Mình nghĩ là mình có thể là mình sẽ khử cái thanh niên này đi nhỉ. Quân đội của mình thứ nhất là mua thôi lượt sau đã. Lượt này thì ba đội kỵ binh này à. Thôi rồi, cứ từ từ. For the gods. Mua một đội lính này nữa. We need good fighters. Đội này thì nếu mua cái thằng này thì mấy lượt, hai lượt cả. Hạng nặng này. Sao sát thương cận chiến của nó lại giảm hơn nhỉ? Kỵ binh thương dài hắn đích tinh nhuệ, thiết kỵ quý tộc thảo nguyên, giáp nó trâu hơn và sốc của nó lại kém hơn, tốc độ chậm, sát thương tầm ra kém hơn mà tốn tiền kinh khủng. Thiết kỵ quý tộc thảo nguyên. Kỵ binh thương dài tiên phong. Kỵ binh thương dài tiên phong thay thế cho kỵ binh thương dài Hanik tinh nhuệ. À, như vậy là cái đội này của mình sau này nó sẽ được nâng cấp thêm một phát nữa. Kỵ binh thương dài tinh nhuệ. Cứ để đấy. Xem nó lên được cái lính gì đã. For the tribe. Đã giáp khủng như này, chặn sát thương tầm xa kém. Cái để đấy. Một quân. Phía Bắc này thì chưa cần quân nhiều quân đâu. Khử đằng này chắc không cần phải tốn quá nhiều quân. Thằng đức viên của mình chắc là mình sẽ ám sát thằng tướng của nó đi nhỉ. Quánh cho nó dễ. Rồi, hy sinh tại chỗ à? Ba cái xe bắn đá. Thirsty for battle. Lượt sau. Lượt này à? Thôi qua lượt đã. Trận trước mình vừa mới đốt một cái thành của thằng La Mã ở đây đã. Bây giờ khí thời tiết đang tốt rút xuống phía Nam nữa. Tranh thủ thời tiết này đốt phá lốt khu phía Nam của nước Ý. Cái thằng Phanh nó đang chiến tranh với thằng mấy ông thầy tu của mình nào chậm thế. Với cái nền kinh tế hiện tại thì mình cũng chưa lên vội vàng phát triển các cái đội quân đời cuối, bởi vì nếu lên quân đời cuối có thể mình sẽ gặp vấn đề về lương thực, hoặc là đúng rồi, thứ nhất nâng cấp nhà lính lên nó sẽ tốn lương thực, cái thứ hai là không có tiền để nuôi quân. Quân đời cuối thì thứ nhất vừa đắt vừa khó để mà có thể phát triển nhanh được. Mà mình thấy cái đời này nó quân đời này nó đánh cũng khá rồi mà. Cần gì đâu, bại thỏa đáng này.
Kỳ hạn làm việc đã hết. Đáng có cháu đông quá. Thanh niên này sao chưa có vợ nhỉ? Cuốn hút dễ nhìn mà lại không có vợ à? Nào nào. Chưa lên chức được. À, con dê của mình là chính khách à? Vua có các vị vua. Mình lại thông gia với cái thằng khỉ ho có gáy này ở đây à? À, cái thằng này lại kiếm được một cái thành ở. Thằng này đi du mục. Phanh. Du mục. Vùng phía trên kia đang có băng tuyết rồi. Đây rồi. Cái thành này xem nào. Có quân không? Vài thằng quân này thì cho bọn kỵ binh này nó giải quyết. À nhưng mà thằng này lại đang xây nhà. Thằng nào cũng phải xây nhà. Thằng này nó đánh những cái thành mà không có tường tốt hơn. Những đánh auto tốn quân kinh. Nhưng mà chỗ này nó còn quân quá đâu nhỉ? Auto cho nó nhanh. Your next command. Blood and iron. Đã cướp được tí tiền này. Ấy, đánh auto hao quân thế. Ai giả cướp được nhiều tiền phết này. Cái thành này nó nâng cấp cao rồi nên là nhiều tiền quá. For the gods. For the tribe. Laying siege to their hovels. Xong. Bây giờ hai quân đoàn này sẽ tiến xuống phía nam nước Ý. Còn khu vực này để lại. Excitement. Get moving. Rồi. Không sao. Đánh cho nó nhanh. Mấy cái quân đuổi lui này. Chứ cái gì cũng phải đánh tay nên chết lâu lắm. Khử mấy thằng điệp viên này của nó. Yes. What? Mày sống mãi với thời gian được. I shall see them to their ancestors. À, Tây La Mã đang được khôi phục này. Quân nổi dậy Tây La Mã này, nó mà chiếm được cái thành này là Cộng hòa La Mã sẽ đệ được khôi phục lại này. Ồ. Bốn thành. Xung quanh toàn là đất của thằng Alamid này. Thằng Alamid thì còn đang phải đánh nhau với thằng Thirsty for battle. For the tribe. Quái nào mà ám sát tướng nó khó thế. À rồi xong. Ready for action. Thời tiết đang tốt, tranh thủ pin nó luôn. Attack. Nó đang chiến tranh với Alamid và cái thằng gì ấy. Con này.
đề nghị cùng tham chiến phát. Better spend feasting and hunting than listening. Này thì... So be quick. Thế thôi. Chạy à? Move out. Nó bị chết tướng rồi. For the gods. On our way. Get moving. Quar be praised. How can I? Đánh kiểu này nó bắt nạt trẻ con quá nhỉ? Dừng địa hình này, dừng thưa. Mình cũng muốn đánh một trận đánh mang tính chất là tàn sát hay hơn nhỉ? Trận nào cũng đánh theo kiểu 1-1 thì nó cũng easy quá, hay không có được nhìn nó chất lắm. Đánh nó phải quân nó phải đông như kiến lửa như này, có khi nhìn nó mới chất. Rồi, trời mưa thì không hợp lắm. Sương mù cũng vậy. Đây rồi. Quân địch ở phía bên kia. Nó thế quái nào mà rất là nhiều lính. Trận này thì cứ tiến hết quân lên, chả việc gì phải sợ. Bọn bộ binh cận chiến này nó đi sau. Pháo đâu. Đội sốc kỵ nó sẽ vào sau và đội vào từ thế nào nhỉ? Reinforcing troops, and not a moment too soon. The enemy draws near. Ai đây rồi. Hai thằng tướng đứng đây. Đừng có đánh nhau, chết oan của anh. À, bắn bọn này đau vết nhỉ? Đây rồi. Diệt mấy cái xe bắn đá của nó chơi. Rồi ôi, bộ binh cận chiến của nó rồi. Đừng có lổ vào đấy chết quân mình rồi ôi. Rồi ôi, tràn lên. Úi dồi ôi. Úi dồi. Mấy khẩu pháo này dừng tay. Ăn. Rồi, đủ. Tràn xuống, sốc bị đâu. Sốc luôn. Đủ. Chả mấy khi được xem trận đấy. Đủ. Lao như thế này, hổ lao như thế này thì chúng nó chết hết. Chứ sao nữa. Ok.
này làm sao đây? À bị mấy thằng ôi tràn vào. Tạ kỵ nó lao vào cận kỵ như bộ binh cận chiến như đúng rồi này. Chạy hết rồi. Đấy kiểu này vui đấy. Nhanh gọn nhẹ. Có một cái đội cận kỵ của mình, à xạ kỵ của mình nó vào lao, hình như lao đúng vào đội speed của nó thì phải. Rồi, xong. Hồi 8% quân. Đánh trận nữa lại hồi được thêm chút quân nữa. Rồi. Tướng này lên cấp rồi. Tướng chỉ huy bộ binh. Binh cận này, kỵ binh à, cho bộ binh này xem còn cái nào ngon hơn không. Cái này rồi, thằng này chỉ số khá đấy. Come sit, share my fire. Ready for action. Chọn hồi quân là đánh tiếp, giải quyết lốt, không để thằng nào còn không để lại một kẻ thù nào đi trên đường đi nữa. Giết hết. Mấy thằng Viking với mấy thằng dợ đang đánh nhau đúng không? Mình tranh thủ mình sẽ sang nước Anh ấy. On the move, lads. Khá nhiều tiền đấy nhỉ. Ui, nâng cấp cái này tốn thời gian nhiều thế. Một lượt. Cái bình tĩnh. Lên được không mà. Đánh cái thành này, đánh sang đây luôn. Dưới này chúng nó còn đang đánh nhau, chúng nó còn đang bận đánh nhau. Mình sẽ tiến sang khu vực Bắc Âu trước. Cho La Mã khôi phục lại dậy cũng có một cái hay nhỉ. Để cho La Mã khôi phục được dậy. Phe phái Rudian đã bị hủy diệt. Rồi. Ô, bắt La Mã làm chư hầu thì mình có thể tuyển được quân của La Mã không nhỉ? Hình như tuyển được. Nhưng mà không thể tuyển được cái bọn lính xịn đời cuối đâu, chỉ tuyển được lính đời 3 là cùng thôi. Nhưng mà bộ binh của La Mã thì rất là chất. Ít nhất là có cái đội hình Testudo là rất tuyệt vời luôn. Lính đời đầu thật nhưng mà nó có đội hình Testudo nó vẫn mạnh. Phe phái Galarian bị hủy diệt. Đảm bảo chức vụ. Có vẻ thời tiết tốt rồi. Yes. I will find their weakness. Ủa? Mấy thằng La Mã đây đâu hết rồi? How can I help? I am wounded. Sao nào mà có mỗi một cái level đấy mà mãi chúng mày không làm được cái trò gì cho ra hồn ấy. Vãi cái thằng. On the move. Rồi. Nam tiến. Đi qua cái chỗ này nó có con sông à? Làm mà thằng nào mà không đi được. Ready for more orders.
Thời tiết đang ngày một xấu. Is there nothing else? Rồi. What do you get? What do you want? Yes. To work then. I am now. Thời tiết thì đang ngày một xấu đi. Thằng này nó có một thành duy nhất nhưng mà nó lại ở cái vị trí này, nó lại đông quân quá, không ăn được. Ăn nó thì chắc là ăn được thôi nhưng mà mệt. Bây giờ nó toàn giáo binh Bắc Âu, xịn ngay. Đây rồi, tuyển được champion rồi. À, nâng được cái giáp lên cho bọn này. Ui ui ui, đàn nó to lắm. Giáp thương xuyên giáp. Cho thằng này di chuyển trước xem nào. Ôi giời, dẹo à. Come, sit, share my fire. Tengri guides my steps. Is that all? On our way. Đứng xuống đây. Is there nothing else? Cắm trại xuống đã. Chờ hồi quân. For the tribe. Thanh niên này cũng phải mua quân này. Thời tiết xấu quá. Thời tiết xấu này là phải mua quân. Make your ancestors proud. Làm vài đội kỵ binh này cho nó chất nhỉ. Fight with us. Fight. Make your ancestors proud. Y tế của mình cũng khá mà. Được gì tiết kiệm lắm đâu. Chơi luôn đội kỵ binh đời cuối đánh cho nó chất rồi. Thằng này thì khả năng cao là không dám đánh mình. Đánh ra đây. Ôi dồi ôi. Đốt đến đây à? Đốt bên này. Đốt đây. Bắc Âu còn rất rộng. Này. Vẫn đủ tiền để cướp phá, vẫn có tiền để mà nâng cấp. Quân này nâng cấp lốt cái này lên này, cái này lên nữa. Cái này lên nữa. Lều pháp sư. Lều của pháp sư là để nghiên cứu về học thuật và để lên cấp cho các cái công trình của mình. Lều pháp sư. À, ngon. Lên định chơi mình đấy. Ồ ồ ồ ồ ồ. Có thêm pháp, có thằng champion thì mình sẽ cho champion và quân đoàn để cho còn lại những cái đơn vị này thì không cần. À, chạy rồi, chạy hết rồi, nó cho quân chạy hết rồi. Cắm trại trên hai vùng đất giáp danh nhau là một cái điểm rất là tuyệt vời. Himia, Himia. Bọn Himia này bộ binh thì toàn đam xuyên giáp, kỵ binh thì nó là toàn bọn lạc đà xịn. Chuyên anti-lắc. Quấy rối quân đoàn thất bại. Ủng hộ chính phủ.
How can I help? Cái thằng này đưa quân đi đâu ấy? Ready for battle. Nó hầu như không có kỵ binh. Ready for action. Warriors all. Kệ nó nhỉ, cho nó đánh, cho nó chiến. Mai mới đi qua con sông này. Thirsty for battle. Vãi nhỉ, đi qua con sông này mất nhiều lượt thế. Mỗi thằng mỗi lời này nghe có vẻ hơi nguy hiểm nhỉ. Nhưng mà chỗ này thì có thằng nào đánh được mình đâu. Cái này lên lên cấp 2 thì không tốn vào râu cái gì luôn này. Thuế suất tất cả các du mục giảm xuống, tiêu thụ lương thực đoàn kết giảm. Đây mình có đội cận kỵ rồi này. Đây là đội xa kỵ nữa là đẹp trai luôn. Rồi. Còn nhiều cái phải nâng cấp quá. Cái này rồi sao mình nghĩ là cũng lên không nhỉ? Thôi. Lên đấy, tôi tra được cái lợi gì cả. Mình thấy chỉ số nó lên nó chẳng tăng cái gì cho mình. Mua quân này. Hai lượt nữa. Úi dồi ôi, máu ngựa vàng. Rồi. Vãi xoài luôn. Ready for action. Chuyển quán quân, nhà vô địch. What do you want? The ravens come. Rồi. Mấy thằng này không thể đánh nhau được. Cứ tiến. Giải quyết nhanh thôi. Tiến nhanh xuống phía nam xem nào. Thành này chúng ta đang đóng quân như này thì làm sao mà mình đánh được? Nó phải rút quân đi mới đánh được. Tranh thủ. Miền Nam nước Ý có kẻ thù, có thấy vạch màu đỏ kia rồi. Mình đi đâu mình đốt hết đến đấy này. Có mấy cái đội quân ly khai nó mới được hình thành phải. Mấy đội quân ly khai là từ của các nước Bắc Âu nó cũng đang hình thành. Nếu mà nền kinh tế cho phép mình sẽ tuyển dần các đội kỵ đều cuối. Chơi hung nô này ban đầu công nhận là vất vả thật. Đi chạy trốn khắp nơi. Ui dồi ôi, mình bị quay ở Hy Lạp. Quay ở Hy Lạp, khốn khổ. Bây giờ thì có vẻ là êm hơn rồi nhưng mà bây giờ thì là mình đến đây cái thời kỳ này là thời kỳ ban phát dân chủ rồi nên là không sợ nữa. À, thằng này có cái thành ở đây à? Thanh niên này cho quân ra đây à? Ui, Katapak cẩn hoi, đùa đâu. Nó kho thiết kỵ quý tộc Thảo Nguyên đâu
là bọn này à? Thiết kỵ quý tộc Thảo Nguyên là bọn này à? Bọn này là bọn Norcock. Giáp vàng rồi, nó là mạnh nhất rồi. Móng ngựa vàng. Dăm ba cái thằng La Mã là định sang đây để đánh nhau với anh à? Ơ, thằng này nó vượt biển sang đây để đánh nhau với mình à? Hổ báo. Chỗ này lắm sông gạch ra sông thế nhở? Di chuyển tí tí theo theo này. Mấy con sông nhỉ? Chết rồi, nó lại di chuyển bước dài này. Thành công rồi nhá, mình xịt nữa. I am the knife in the dark. Yes. I'll scout ahead. Seeing but unseen. Còn mỗi cái thành của thằng này. Thành dưới này của thằng nào nhỉ? Chưa mở ra. Alaman à? Ái dồi, thằng này nó nhiều đất ở bên dưới này thế. Nó chiếm hết đất của thằng La Mã. Quân đi khai. Speak your speech so that I. Quân đi khai La Mã đang ở phía nam. Thời tiết đã tốt hơn rồi, lại di chuyển. Trời ơi. Ai ôi. Rồi. Kỵ quý tộc à? Kỵ quý tộc à? Nó bỏ thành rồi. Nắm quân phết. Ready for battle. Nó bỏ thành thì mình công thành luôn. Lay siege to their hovels. Đánh luôn thì take this settlement for the drive. Cái gì đây nhỉ? Tăng vào xảo quyệt để giảm áp kíp. Cho hai quân đoàn đánh một à? Cần thiết không nhỉ? Mà nó đâu có nhiều quân lắm đâu mà chơi kiểu đấy nhỉ? Ăn luôn. Nhìn thấy hung nô ở đâu thì chạy luôn. Sau này có đội cái gì nhỉ? Hunnic Envin Archer. Có nghĩa là đội cung ác quỷ. Lại cái thành giống thành lúc nãy nhưng mà quân nó đông hơn. Đặt pháo ở chỗ nào để có thể nó bắn tốt nhất rồi nhỉ? Đánh từ phía bên này. Đánh từ đây là tất cả các bên đấy nó đều có tháp canh. Mỗi bên này chỉ có hai cái tháp canh thôi. Bên kia nó đều có ba tháp canh. Anything for the gods. Bọn này mà nó xông vào thì cứ phải biết. Tướng của mình chủ yếu đứng bút tinh thần. Ok, nó có cả xe con tháp canh này. Ô, lùi lại. À, nó bắn xe con tám. Ôi được đấy nhỉ.
đưa của nó lên đời cao và có xe bắn đá. Ôi, bắn kiểu gì toán xịt này, nó bắn thì một phát chết luôn một xe của mình. Quái nào bắn kém hết. Ok rồi. Mãi trúng này. Xong. The gates are destroyed. Forward. Rồi, may quá. Bộ binh đâu rồi? Tiến lên. Bộ binh tiến lên, tiến lên, tiến lên. Phá được cái xe bắn đá nó cũng là mệt ghê nhỉ. Bắn đây. Chà, bọn này làm mình tốn mất một khẩu pháo à. Ô vãi cả bắn. Bắn trúng tất cả các mục tiêu trừ cái tháp canh đúng không? Cũng chưa sập. Rồi. Bắn đạn nổ cho anh. Thành của nó thành cấp cao rồi nên là nó có tử thành. Nên là có tháp canh. Úi sổ rồi. Mày hả bưởi. One of our units can no longer fire. Hai khẩu hết đạn rồi. Không phải sợ. Bộ binh của mình tiến lên được rồi. Trời ơi. Sắp tường rồi. Mình có thể tiến quân vào. Mình có thể tiến quân vào nhưng mà từ từ. Nó xả kỹ làm mềm chiến trường này. Cho xả kỹ làm mềm chiến trường đó. Nó bắn được xạ kỵ à? Lùi ra thì lại không quan sát được.
Vào đây. Vào. Chơi đội xạ kỵ mình chết nhiều phết nhỉ. Xông vào. The enemy are losing ground. Sir. Dăm ba cái thằng. Bắn bọn này đi. À đây. Giết tướng nó, giết tướng. Trời ơi. Wow. Úi trời. Giáo binh Bắc Âu à? Giáo binh Bắc Âu à? Ôi dồi ôi. Cái đội này đội mạnh lắm này. Đội này nó là chuyên cận chiến này. Đang xuyên giáp. Đội xạ kỵ này. Kỵ binh của nó kìa. Tướng của nó vẫn chưa dẹo. Tướng địch đã chết rồi. Con ngựa này của nó giết. Đúng rồi, chắn lối lên của nó. Bắn. Tiến vào. Tướng đâu rồi? Tiến vào đây, bút tinh thần cho binh sĩ đi. Ai giả, định ra cho bọn xạ kỵ à, điểm trợ ngay, nó đang ném mình này, nó đang ném bộ binh mình, phá cái tường này ra, đội kỵ này của nó, láo này, đội kỵ này của nó xong rồi, hướng cái này có lẽ là ổn đấy. Bắn điểm trợ cho bọn bộ binh cận chiến xông vào ạ. Xông vào. Úi dồi ôi. Thành chính của nó bên này các bạn nhỉ. Yên tâm đi, bộ binh cận chiến này ăn được hết. Giáo binh bắt đầu. Mất tinh thần rồi. Thôi từ từ. Nó bỏ chạy rồi thôi.
chạy hết. Bọn này chất nhỉ, bọn này quánh kinh quá. Một binh đầy cuối ta. Một chiến thắng dứt khoát luôn. Đột phá hết thành trì của bọn này luôn này. Cướp thế này thì nhiều tiền lắm. Làm giàu không khó. Come, sit, share my fire. Đội này ấy quá, mua thêm một đội vào đi. Mua thêm một đội nữa, đỡ phải chờ. Mày mua nó còn được rank vàng luôn này. Bây giờ mình luyện cấp quân cao để mua phát được rank vàng luôn. Tội gì. Thanh niên này thì đốt cái thành này cho anh. Thằng kia đó. Thằng kia nó bị thương để cho nó cắm trại nó hồi. Mày đốt. Rồi. Tàn phá Bắc Âu. Rất bạn thỏa đáng này. Úi dồi, đốt xuống đây nữa. Chỗ này bị đốt rồi, thế đốt đây đã. Đốt xuống đây, đốt sang đây. Úi dồi. Công cuộc đốt phá của chúng ta vẫn còn khá là nan giải nhỉ. Yes. Hãy qua lượt phát ạ. Xem cái thằng quân Ly Khai La Mã kia nó định làm trò gì mà nó lại phát quân vào đây. Cái thằng đấy là quân La Mã được, nó hình thành từ quân La Mã mà. Úi giời. Úi giời. Hay quá, phản đam chết hai thằng, ngọt. Mình không thể tách quân đoàn của mình đi solo được, đi solo là mình chết. Vẫn phải đi hai thằng với nhau. Đi solo là nó khử mình đấy. Đốt hết các cái thành của bọn Bắc Âu. Sao này định khôi phục lại La Mã à? Sao chạy em đây ác thế? Quân nó đâu vậy nhỉ? Nãy nhìn thấy quân nó đây mà. Rồi thành này sẽ là thôi giải quyết nhanh rồi, đánh mất thời gian. Nhưng mà nghĩ không nên cho bọn kỵ binh đánh trước, kỵ binh đánh trước hay bị tốn quân hơn bộ binh. Khổ cái lại không tới. Starting out. Gathering supplies for the tribe. Vãi lều. Lắm sông thuê nhỉ? Chỗ này 3-4 con sông liền. Sông nó chặn, nó mất bao nhiêu thời gian đi đường à? À đây. There is more I could do. À, nó xuống sông rồi, nó không dám trèo lên bờ. Đây rồi, đốt toàn bộ cái khu vực này luôn. Trên này thì còn đến đây nữa. Đốt đến đây, vòng vào đây. Nào, ra đây xem nào, quân địch ở đây đâu không? Cũng khá khá.
My work is done for now. Chủ yếu là hải quân. Có một cái thuyền pháo. Quân trong thành thì cũng đông. Cũng đông. Vậy thì mình sẽ phải đánh cho nó te tua luôn. Chờ tí hồi quân đã. Chờ tí để anh hồi quân đấy. Ready for more orders. Ready for action. Tuyệt vời ông mặt trời. Ủa kinh tế của mình bây giờ cũng tụt áp phết đấy. Vẫn đủ ăn. Căn bản là mình phát triển khá mạnh về phần kinh tế rồi. Nhánh kinh tế rồi. Vẫn đang nâng cấp mảng kinh tế. Qua lượt phát đã. Trời ơi. Cái công cuộc đốt phá châu Âu này có vẻ không đơn giản nhỉ. Đốt châu Âu sang đốt châu Phi nhỉ? Đốt nốt cả Trung Đông. À, định chơi anh à? Nó có nhiều hải quân phết đấy. Thằng Champion hình như nó phá chuyên để phá tường thành như vậy. Nó vẫn có thể phá tường thành và phá hoại quân đoàn rất tốt. Thằng này mình tha cho nó một thành để nó có đất để ở mà lại thích làm loạn à. Né. Né được. Hoạt động tình báo địch quấy rối quân đoàn. Công kích đạo quân thất bại. Ám sát thất bại. Lừa dối thất bại. Sinh con ngoài lá thú, sinh con ngoài lá thú. Đấy. Cứ đi đánh nhau phát là lại sinh con ngoài giá thú. Ôi ồ, spy của nó mạnh thế. Khử bọn này đã, cứ để cho nó làm loạn được. Thắng lợi quan trọng. To work then. Không nhiều quân lắm. Đánh nó tu thôi. Cho nó nhanh. Lay siege to their hovels. We take this settlement for the tribe. Ready for action. Sword of fire. Như này thì cần gì phải đánh tay. Nó có quân ở thành đâu. Đốt hết. Dần dần thì bó tay bọn này luôn. Cái đội kỵ binh sao thương vong nặng thế nhỉ? Bọn này rất là nhẹ. Bọn này kỵ binh bị rất nặng. Ôi xô. Đi đến đâu đốt phá đến đấy. For the tribe. We can't do that. Cắm trại đi cưng. Không như này thì không cắm trại rồi. Thirsty for battle. Cắm trại và hồi quân. Mua được kỵ binh đời cuối chưa nhỉ? À được rồi. Mà chắc là chưa có tiền. Chưa có tiền. Rồi. Thay bằng đội một đội sốc kỵ này nữa. Mình cần một đội sốc kỵ này.
cận kỵ chỉ cần 3 thằng thôi, chủ yếu nó để bảo vệ tướng thôi. Lại tuyết rơi mùa hè, là tuyết rơi rồi. Giảm sản lượng lương thực và tăng ô nhiễm trong khu định cư, tăng thời gian xây dựng khu định cư. Thu lại một phần của cải của tỉnh bị mất do tham nhũng. I am the knife in the dark. How can I help? I shall see them to their ancestors. That worked out, all right. Quar be praised. How can I help? Ready for battle. Trận này phải ăn, kể thời tiết xấu vẫn phải đánh thôi. Laying siege to their hovels. Thời tiết xấu vẫn phải đánh. Nhưng mà trận này mình sẽ cho cả hai đơn bị đánh. For the tribe. Gods be praised. Excitement. Có thể trận này mình đánh xong mình sẽ stack xong mình không chiếm vội, à mình không ấy vội mà mình cướp phát đã. Nhỉ. Để mình xem nào đã. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.